Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có nhiều cái mô hình, phải nói là nông dân rất nhạy bén, là nắm bắt về thị trường. Và trong 2 năm gần đây thì gần như những cái loại mà mít siêu sớm đó, thì thị trường rất ưa chuộng. Đó. Và có khả năng là tiêu thụ mạnh ở trong nội địa mà có khả năng xuất khẩu nữa. Thành ra là chúng tôi đang đi thăm một cái mô hình của một nông dân tên Thự ở Sóc Trăng và cho thấy cái mô hình là trồng mít và đồng thời xen canh với cây có múi, mà cụ thể đây là bưởi da xanh, thì cho thấy là canh tác bền vững, thu nhập rất là khá. Và với cái giá mà đầu ra hiện nay chúng tôi thăm hỏi thì từ 50.000 tới 60.000 đồng một ký mít, mà thương lái vào tận vườn để người ta chọn lọc và người ta thu mua luôn. Như vậy thì nhà vườn là sau khi hạch toán là thấy có lãi rất là lớn so với lại các cây trồng khác. Và cái việc mà xen canh giữa cái cây mít và cái cây có múi, cây bưởi da xanh cho thấy là cũng là phù hợp. Bưởi cũng có giá và mít cũng có giá. Và hai cái cây này thì nông dân cũng có biết cách để mà chăm sóc, trong đó là vấn đề bón phân, là cải tạo đất rồi bón phân, đặc biệt là bón phân NPK, sử dụng những cái loại phân chuyên dụng thích hợp để giúp cho dưỡng cây và dưỡng trái, thì đều là cho cái hiệu quả rất là cao. Thì xung quanh đây thì chúng tôi thấy là nhà vườn điều khiển trái mít, thì ra thì trái mít trung bình là khoảng 8 kg cho tới khoảng 12 kg đấy. Và có nhiều trái mít to có thể là 15 kg. Thì bán giá rất là chuẩn, tức là trên 50.000 tới 60.000 đồng một ký. Thì chúng tôi đánh giá đây là một mô hình rất là phù hợp và mang lại hiệu quả cao và khả thi và có tính bền vững. Cái câu chuyện mà giá cả nó có lên có xuống là chắc chắn nhà vườn biết. Và cái nhu cầu cái mít này thì hiện nay thì chúng ta cũng khó mà dự đoán trước được. Tuy nhiên là tại vì cái mít này là cái chất lượng nó tốt và có thể vừa tiêu thụ trong cái nội địa mà vừa xuất khẩu đấy. Thì các nhà khoa học chúng tôi đánh giá là nếu nông dân biết liên kết lại, biết tìm kiếm đầu ra một cách ổn định, thì cái việc giữ vững cái giá trung bình hiện nay khoảng 50.000 đồng một ký thì là khả thi. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ xin lưu ý là nông dân phải tuân thủ một quy trình việc ghép, tức là canh tác làm sao nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cái sản phẩm trái mít làm ra vừa đạt được chất lượng tốt nhưng mà vừa đảm bảo là không có dư lượng hóa chất. Và ở đây chúng ta thấy là nông dân rất là tuân thủ và người ta biết bao cái trái mít lại và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc phun lên trái mít. Và đó cũng là một cái ưu điểm của cái việc canh tác mà có sử dụng bao trái trên cái mít siêu sớm này. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì chúng tôi chỉ lưu ý là cái việc cơ bản đầu tiên là bà con làm sao mà tăng cường bón phân hữu cơ quay mục và để cái hệ thống rễ cho nó là phát triển sung mãn. Thứ hai là tránh ngập nước. Ở đây mà nếu mà ngập nước thì hệ thống rễ nó sẽ kém đi. Cái vấn đề thứ ba nữa là tăng cường bón cái phân hữu cơ sinh học và các chế phẩm sinh học để giúp cho cái cây nó phát triển bền vững, đừng có ham hóa học quá, bón phải cân đối. Cái phân hóa học thì bà con sử dụng là theo những khuyến cáo của các chuyên gia. Và chia cây mít là cây lấy trái, chia ra hai giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn sau thu hoạch thì phục hồi tạo tán thì bà con tăng cường hữu cơ lân đạm để cho nó ra đọt, ra cành, ra rễ mới. Nhưng mà khi mà bắt đầu đã đậu trái rồi, có trái rồi thì bà con phải giảm bớt lượng lân và lượng đạm đi. Bà con tăng cái kali và kèm với đạm cộng với lại canxi cũng như một số trung lượng khác thì nó sẽ hợp lý giúp cho cái trái nó to, nó đều, nó ít sâu bệnh và cái chất lượng trái nó tăng lên, cái độ ngọt nó tăng lên. Đó. Thì đó là một cái vài lưu ý và đặc biệt là quản lý dịch hại tổng hợp á, thì chắc chắn nhà vườn phải hết sức thận trọng khi sử dụng thuốc hóa học. Nên hạn chế sử dụng tất cả những giải pháp sinh học, những giải pháp hữu cơ, giải pháp bao trái thì nó sẽ hợp lý hơn, mà nếu cần thiết sử dụng thì nên ưu tiên sinh học. Đó. Nếu sử dụng hóa học thì phải làm theo bốn đúng, và đặc biệt là cái thời gian cách ly, đảm bảo thời gian cách ly để trái mít của mình mà khi thu hoạch thì nó hoàn toàn là đạt được cái tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.